các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật Bản và Australia phản đối việc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi hiện trạng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tin của Vietnamnet tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston và Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia và các vị tương nhiệm Nhật Bản là Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera và Ngoại trưởng Fumio Kishida đã lên tiếng tại một cuộc họp báo chung sau cuộc họp 2+2 ở Tokyo hôm thứ Tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Nói chuyện với các nhà báo sau buổi họp này, Ngoại trưởng Bishop nói Australia lên án các hành động khiêu khích và có tính cưỡng bức liên quan tới các cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Bà Bishop nhấn mạnh rằng Australia không ủng hộ bất cứ hành động đơn phương nào để thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Vietnamnet tường thuật rằng Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, đừng đưa ra thêm những hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Bản tin nói rằng nghị quyết của Hạ viện Nhật Bản mô tả việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong Biển Đông là một hành động bất hợp pháp và có tính khiêu khích, làm tăng thêm những căng thẳng trong vùng biển này. Nghị quyết của Hạ viện Nhật Bản cho rằng những hành động đơn phương để trấn áp tinh thần hay sử dụng vũ lực trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được. Theo báo Thanh Niên, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản và Việt Nam sẽ tái khẳng định quan hệ hợp tác về các vấn đề hàng hải khi ông đến thăm Việt Nam trong tháng tới. Tờ Thanh Niên trích lời ông Kishida cam kết Tokyo sẽ giúp Việt Nam thanh toán phí tổn để thiết đặt các hệ thống radar, truyền tin và các thiết bị khác trên các tàu tuần tiễu do Cảnh sát biển Việt Nam điều hành. Được biết, các giới chức Nhật Bản đang dàn xếp một cuộc họp giữa ông Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Theo hệ thống truyền thông ABC của Úc, Australia ủng hộ vị thế của Nhật Bản là phải giải quyết các căng thẳng hiện nay tại Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng luật pháp. Bà nói Australia không có một quan điểm riêng về các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, nhưng tin rằng phải giải quyết các cuộc tranh chấp này để tạo ra một trật tự khu vực dựa trên pháp quyền là một trật tự mà theo bà đã phục vụ lợi ích của tất cả các nước trong suốt 60 năm qua. Nhân cuộc họp 2+2, Nhật Bản và Australia cam kết sẽ thắt chặt liên minh chiến lược giữa hai nước. Canberra tuyên bố ủng hộ việc Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng hơn về quân sự trong khu vực.